Thưa quý vị và các bạn, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay trên phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa khiến 3 người thương vong. Vào thời điểm trên, xe ô tô biển xanh mang biển kiểm soát 36M00267 do tài xế Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1983, ngụ phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa điều khiển. Khi đi đến ngã tư ở phố Cao Sơn, bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy, sau đó xe ô tô biển xanh lao vào quán bán trái cây ven đường. Hậu quả, người điều khiển xe máy bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng hai người ngồi bán trái cây ven đường không qua khỏi. Được biết, sau tai nạn, người điều khiển xe biển xanh đã tới công an trình diện. Trong khi đó, thì một đoạn clip do camera an ninh ghi lại, khoảnh khắc chiếc xe tải lao vào giải phân cách lật nhào trên đường, đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo clip, trên đường có giải phân cách cứng, các phương tiện ở cả hai chiều đường đều đang lưu thông qua lại bình thường. Một chiếc xe tải cũng từ từ đi sát với giải phân cách. Tuy nhiên, khi tới khúc cua, chiếc xe không có dấu hiệu đánh lái mà lao thẳng lên giải phân cách giữa. Chiếc xe chồm lên giải phân cách rồi lật nhào xuống đường. Thật may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Theo người chia sẻ clip lên mạng xã hội, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe tải bị áp lực công việc, cố gắng chạy xe cho kịp giờ giao hàng nên chỉ một thoáng buồn ngủ thì gặp nạn. Đoạn clip trên lại một lần nữa là bài học thực tế giúp các bác tài xế rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Không nên cố gắng cưỡng lại nhịp sinh học của cơ thể, hãy nghỉ ngơi đúng và đủ để tinh thần được minh mẫn và lái xe an toàn. Vào sáng sớm nay, tại trung tâm thương mại Cái Sẩu, thị trấn Cái Sẩu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu rụi nhiều ký ốt và tài sản của tiểu thương. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay. Người dân địa phương đã đến dập lửa và điện thoại báo lực lượng chức năng. Công an huyện Châu Phú và các huyện lân cận có mặt tại hiện trường để triển khai chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Thống kê sơ bộ, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khoảng 40 ký ốt bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại 5 tỷ đồng. Từ Nghệ An, 3 đối tượng dùng xe ô tô liên tục thay đổi biển số để vận chuyển cá thể hổ đến địa bàn tỉnh Lai Châu để tiêu thụ, nhưng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Cụ thể, trong lúc 3 đối tượng là Võ Văn Mến, sinh năm 1982, trú tại huyện Nghi Lộc, Tăng Văn Phúc, sinh năm 1982, Tăng Ngọc Khanh, sinh năm 1993, cùng trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đang vận chuyển một cá thể hổ trọng lượng trên 200 kg. Khi đến khu vực ngã ba Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an huyện Phong Thổ bắt giữ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển cá thể hổ từ Nghệ An lên Lai Châu để tiêu thụ với giá 615 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 đối tượng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 7 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021, 3 đối tượng này đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà, sinh năm 1995, trú tại thôn 5 xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự, nhằm hưởng lợi về kinh tế, có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tổng số tiền các đối tượng cho Hà vay là hơn 5,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 236 triệu đồng. Mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên vào tận nhà dân trộm xe máy, bị chủ nhà bắt tại trận, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Theo đó, có hai nam thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy dừng trước cửa nhà dân. Thấy chiếc xe máy dựng trong nhà không có ai trông coi, tên ngồi sau liền bước xuống khỏi xe, nhanh chóng tiến đến bẻ khóa rồi lên xe nổ máy định tẩu thoát. Tuy nhiên, khi hắn vừa ra đến cửa, chủ nhà đã phát hiện ra và đuổi theo. Nhờ phản xạ cực nhanh, chủ nhà đã quật ngã được tên trộm xuống đường. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã nhanh chóng chạy lại hỗ trợ và bắt gọn tên trộm. Trong lúc hỗn loạn, tên còn lại đã nhanh chóng phóng xe rời đi. Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra bức xúc trước sự manh động và liều lĩnh của tên trộm này. Sáng nay, Công an tỉnh Bình Dương thông tin vừa mời chủ tài khoản mạng xã hội TikTok lên làm việc sau khi người này kêu gọi mọi người đến khu du lịch Đại Nam để biểu tình. Theo Công an, trước đó trên tài khoản mạng xã hội TikTok, Phùng Uni Esports có đăng tải một video nội dung kêu gọi biểu tình vào lúc 7 giờ sáng ngày 27 tháng 3 tại cổng khu du lịch Đại Nam thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khu du lịch Đại Nam do bà Nguyễn Phương Hằng làm tổng giám đốc điều hành. Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được chủ tài khoản trên là anh Lê Văn Phụng, sinh năm 1990, tạm trú tại khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để làm rõ sự việc.
Tại buổi làm việc, Phùng thừa nhận vào trưa ngày hôm qua có đăng video nêu trên với mục đích để câu like câu view. Qua buổi làm việc, Lê Văn Phùng đã thấy được việc làm của mình là sai trái và đã gỡ bỏ video trên, cam kết không tái phạm. Chiều qua, hình ảnh đẹp về các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh, Nghệ An được người dân chụp lại chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích với hành động đẹp, kịp thời của các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút của ngày tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Sĩ Sách, Phan Bội Châu, Mai Hắc Đế, Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An. Thời điểm này, hai người đàn ông khoảng 60 tuổi chở nhau trên chiếc mô tô đang lưu thông trên đường thì bất ngờ ngã xuống giữa ngã tư. Cả hai bị xe mô tô đè lên người, một người bị ngất xỉu. Ngay lập tức, tổ cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh đang làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt, nhanh chóng cõng nạn nhân vào khu vực bóng mát. Khoảng 15 phút sau khi được chăm sóc, hai người đàn ông đã ổn định lại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những hành động đẹp thông qua hình ảnh cán bộ cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh giúp người đi đường gặp nạn đang lan tỏa trên mạng xã hội cũng đã khép lại bản tin số 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.